chào các bạn đến lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục tỉa mít nha các bạn. Thì mít này là vườn tơ của mình nha các bạn, nên hôm nay mình sẽ loại bỏ một số trái nó không đạt yêu cầu nha các bạn. Thì các bạn thấy có tàn cây này cũng lớn ha. Cây này 2 năm mình mới để trái nha các bạn ơi. Nay là 2 năm rồi. Tại mình tính đợi giá nhưng mà thấy giá này thì cũng ok rồi, nên mình quyết định để luôn. Thì theo cái để mùa nghịch là cuối tháng 2 này mình mới để nha các bạn. Nhưng có giá quá nên để sớm trước tầm 2 tháng rồi. Rồi các bạn, hôm nay mình tỉa mít lớn rồi các bạn ơi. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, trái mít ở trên này là thấy cũng đạt yêu cầu rồi nha các bạn. Nhưng mà cây này lớn nhưng mà có 3 quả trái thôi, 3 trái thôi nhưng mà nó cong quá các bạn ơi. Trái này thì đạt yêu cầu nữa nha các bạn. Còn hai trái này á, thì lúc nhỏ mình để thì cây tơ nó bị dễ bị mất méo nha các bạn. Thì các bạn ơi hãy dòm quan sát đi. Thì cuốn với màu là ok rồi nha các bạn nè. Cuốn với màu thì ok đẹp nha các bạn. Nhưng mà nó do mít tơ nên tỷ lệ nó mất rất là cao nha các bạn. Nên trái mít này nó bây giờ nó tầm khoảng cỡ là 3-4 kg rồi nè các bạn, mà nó vẫn bị cong meo mớp. Nên mình có xử lý một số phân dinh dưỡng cho nó, nhưng mà nó do là cái sinh lý nha các bạn. Mít tơ sinh lý của nó là phải cong eo, các bạn cũng đã biết rồi đó. Thì mình cũng quyết định là tỉa và bỏ, mặc dù trái này nó lớn nha các bạn. Thì cái này nó tầm khoảng 3-4 kg rồi, nó mà vẫn cong mớp nè các bạn thấy nha. Nên mình cũng dốc quyết định là bỏ luôn, tại vì cây này lớn mà có 3 trái mà nó cong hết 2 trái nhỏ rồi bạn ơi. Trái này thì đạt yêu cầu rồi đó ha. Còn trái này ở đây nữa là các bạn, nó vẫn cong ha. Cuốn màu các bạn thấy không, cũng rất là ok, cũng đẹp rồi ha. Nhưng mà nó mốt quá nên mình cũng quyết định không có giữ lời các bạn ơi. Tại vì mốt quá các bạn, nó nuôi lớn thì các bạn về sau các bạn bán cũng không có nhiều tiền mà xe cây của mình. Nên tôi cũng quyết định là không có giữ lời các bạn ơi, để mình dưỡng cây cho nó nuôi cây ha. Trái này gai các bạn dòm gai với màu cuốn rồi là rất là đẹp rồi. Hình công quá mình cũng không có quyết định lấy luôn nha các bạn. Rồi mình cũng cắt luôn các bạn ơi, mình cũng loại bỏ luôn. Tại trái này nó cũng 3-4 kg này nha các bạn, nó bự rồi nó, mà công quá nên bỏ luôn, do nó nuôi cái trái trên này thêm nó ngon hơn nha các bạn. Các bạn cũng lưu ý ha, lưu ý là thí dụ như cây cái tơ của mình nó tỷ lệ nó trái ít nhưng mà nó cong mất méo thì các bạn vẫn quyết định bỏ nha các bạn. Đừng có thấy giá cao các bạn tiếc thì nó không có đạt đâu nha các bạn đó. Để rồi để mình tiếp tục quay trái khác cho các bạn xem nha. Rồi còn với trường hợp như thế này nha các bạn, cái cây này các bạn như thấy nè, cây này các bạn thấy cũng lớn ha. Đây, cây này cũng mình cây tơ luôn nha các bạn. Thì nói chung là mình nãy giờ là mình quay vườn tơ đó các bạn. Thì cây này mình đã để được 5 trái nè các bạn. Bạn thấy 5 trái ha, 5 trái đó. Các bạn thấy trái nào cũng đạt yêu cầu phải không? Đây, các bạn thấy không, trái nào thì nói chung cũng đạt yêu cầu à. Đạt yêu cầu nha các bạn đó. Đạt yêu cầu hết, nó đẹp không nha các bạn. Nhưng mà nó số lượng nó quá nhiều các bạn ơi, nên mình cũng quyết định bỏ luôn thôi. Nhưng nếu trường hợp này các bạn bỏ là bỏ trái nào, thì hai trái này cũng mang tầm lớn nha các bạn, mang tầm lớn mình không bỏ được rồi. Thì mình quyết định mình suy nghĩ lên ba trái đây, hoặc trái đây thì mình thấy lại là hai cái trái này cùng chung một nhánh. Cùng chung một nhánh thì mình không có quyết định để rồi. Tại vì mình đây mình để thử nghiệm lúc nhỏ thôi nha các bạn, để cho trái nào đạt mình đi tiễn lại nha các bạn. Thì hôm nay mình đi tiễn lại luôn để cho các bạn tham khảo ha. Thì trái này thì nó ở ngoài cùng nó một mình nó rồi, thì mình cũng quyết định là để giữ lại nha các bạn. Còn trái này các bạn dòm nè, rất là ok không, đều do ha, đều nha các bạn. Trái này thì cũng ngon đó, các bạn dòm đẹp ghê ha. Nhưng mà nó đồng con quá các bạn, 5 đứa con này thì nuôi cái cây mình sẽ mất sức nha các bạn. Nên quyết định là bỏ này luôn các bạn ơi.
Thì mặc dù là tiếc đó, mặc dù là uổng nha các bạn, nhưng mà các bạn cũng nên quyết định bỏ nha, chứ mình đừng có thấy nó đẹp nó đẹp của các bạn để nhiều quá là sau này cây mình nó khó phục hồi nha các bạn đó. Nên mình quyết định là bỏ luôn các bạn ơi, bỏ cái này luôn rồi. Bỏ cái này luôn nha các bạn. Đó, cái này mặc dù rất là đẹp, cái này tầm cỡ 3 ký mấy rồi các bạn ơi, thon đẹp ha các bạn, như quyết định bỏ luôn các bạn ơi. Đó. Bạn thấy uổng không? Trái bự mở thon đẹp cái này để mà bỏ luôn các bạn. Đẹp nhưng bạn, trái này tầm 3 ký mấy rồi nè. Thấy đẹp. Uổng quên mình chừa lại 4 trái không các bạn ơi. 4 trái. Đó. Thì qua video này mình chia sẻ một số kinh nghiệm để cắt và tỉa trái lúc mà trái lớn nha các bạn. Thì mình không bao giờ tiếc nha các bạn, để cho 4 trái còn lại nó đạt hiệu quả cao nha các bạn. Thế chứ mình chừa nhiều quá thì mít mình sẽ dễ bị nhỏ trái nè, cong eo, và sau này mình bán sẽ không đạt yêu cầu nha các bạn. Rồi thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì trong thời gian tới mong các bạn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với kênh nha các bạn, để mình sẽ tạo ra nhiều video hay và kinh nghiệm cho các bạn xem để tham khảo nha. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.